Đăng phát sinh chào bạn. Sau đây Hải Đăng phát sinh xin hướng dẫn các bạn buộc vòng cao su, buộc thẻo vào vòng cao su. Thường Hải Đăng dùng thẻo hai chấm màu trắng, nhưng mà hôm nay hướng dẫn các bạn thì dùng dây màu đen này. Dây màu thì hướng dẫn nó dễ hơn. Là tùy các bạn câu dài ngắn, thường thường là tầm khoảng 20 cm đổ lại. Đây là cách câu riêng của Hải Đăng, bạn gấp đôi rồi bạn luôn vào vòng cao su đây. Luôn dây vào vòng cao su vào. Đấy, các bạn luôn vào. Đấy, gấp đôi rồi, không luôn vào vòng cao su, gấp vào vòng tay, quấn tay này đỡ tay đó, ngoại tay quấn tay này đó, quấn từ 4 đến 5 vòng. Rồi, bạn quấn xong nhé, bạn quấn xong bạn luồn vào, luồn vào khe rồi. Xong lại buồn vòng cao su qua, buồn vòng cao su qua. Bạn rút vừa kéo vừa rút này, vừa kéo cái này, kéo cái đoạn thắt này, vừa kéo vừa rút, rút xuống, rút. Các bạn thấm tí nước bọt cho nó trơn, đỡ sờn cước, đỡ xoăn cước. Còn sờn thì không sờn được, xoắn cước, cước nó hơi cứng, không mềm như cước kia. Hơi trơn, thấm nó hơi trơn, zip. Sẽ được 2 dây này lực kéo tương đương nhau, tùy các bạn câu thẻo đôi hay thẻo đơn. Đây thì Hải Đăng thì hay dùng kiểu thẻo đôi, thì hướng dẫn các bạn này. Tiếp đến đoạn vòng, một luôn thẻo đôi luôn cho các bạn vòng. Vòng quấn quấn tầm hơn 10 vòng. Đấy, xong các bạn luồn cái vòng cao su này vào cái lỗ giữa này. Giữ và các bạn rít hai đầu. Mà nó sẽ tạo cái đường chia đôi. Đấy. Tạo một đường chia đôi, đường chia ba. Đấy. Chia ba các bạn nhé. Đấy. Đấy. Tạo đường chia ba rất cứng, đỡ xoắn hai hai lưỡi vào nhau. Đấy. Xong các bạn buộc lưỡi thôi. Buộc lưỡi thì có nhiều cách buộc. Đấy, bạn nhìn thấy lúc nào cũng ở phương chia hai cái chia ra.
chia ra thành hai hướng, nó không bị vướng vào nhau. Vừa rồi Hải đang hướng dẫn các bạn buộc cước vào vòng cao su, vòng cao su dành cho cầu đài, cầu đơn. Bạn cũng áp dụng phương pháp này hiệu quả. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang phát sinh.